Cô chào các em học sinh rất thân mến. Ở tuần 24 với chủ điểm vẽ đẹp muôn màu ở môn tiếng Việt, với phần môn chính tả, cô sẽ giới thiệu cho các em bài học mang tên Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Qua tiết học này, các em sẽ có thể biết được đôi nét về họa sĩ Tô Ngọc Vân, các tác phẩm nổi tiếng của ông. Các em có thể nhận biết những từ khó để có thể nghe, viết đúng bài chính tả và trình bày đúng thể thức của bài chính tả văn xuôi. Sau khi viết chính tả xong, các em sẽ thực hiện sửa bài và hoàn thành các bài tập chính tả, phân biệt dấu hỏi, dấu ngã kèm theo. Tiết học chính tả, nghe viết, họa sĩ Tô Ngọc Vân bắt đầu. Đây là bức tranh chân dung của họa sĩ Tô Ngọc Vân, một họa sĩ nổi tiếng, là bậc thầy trong nền mỹ thuật Đông Dương. Tô Ngọc Vân sinh năm 1906, mất năm 1954. Ông là những người con ưu tú của dân tộc, đã tham gia cách mạng, chiến đấu bằng tài năng hội họa của mình. Ông có những bức tranh nổi tiếng nào và tài năng hội họa của ông ra sao? Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu qua đoạn văn của bài chính tả ngày hôm nay nhé. Đây là bài chính tả họa sĩ Tô Ngọc Vân mà các em sẽ nghe viết. Các em hãy tạm dừng video của cô lại trong 2 phút và đọc thầm để nắm được nội dung của bài viết nhé. Các em hãy cho cô biết, họa sĩ Tô Ngọc Vân tốt nghiệp trường nào và vào thời gian nào? Đó chính là, ông tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương vào năm 1931. Ở đoạn văn trên, đã giới thiệu cho các em thấy những bức tranh nổi tiếng nào của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Đó là bức tranh Ánh Mặt Trời, Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ, Thiếu Nữ Bên Hoa Sen. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em một số bức tranh nhé. Đây là bức tranh Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ. Còn đây là bức tranh Thiếu Nữ Bên Hoa Sen. Cô sẽ giới thiệu thêm cho các em một vài bức tranh của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Đây là bức tranh mang tên Con Trâu Quả Thực, ký họa màu nước của Tô Ngọc Vân. Đây là bức tranh Hai Thiếu Nữ và Em Bé, tranh sơn dầu. Còn bức tranh này mang tựa đề Nghỉ Chân Bên Đồi, các em hãy xem lại bức tranh một lần nữa nhé. Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, ông đã làm gì? Ông đi cùng bộ đội, dân công hỏa tuyến, vẽ nhiều tranh và ký họa về họ. Các em hãy cho cô biết, đoạn văn họa sĩ Tô Ngọc Vân nói lên điều gì? Đó chính là ca ngợi Tô Ngọc Vân là một họa sĩ tài hoa. Ông đã tham gia công tác cách mạng bằng tài năng hội họa của mình. Và ông đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đó chính là nội dung chính của đoạn văn họa sĩ Tô Ngọc Vân này đấy các em. Đoạn văn họa sĩ Tô Ngọc Vân có mấy câu? Đoạn văn này có tất cả là 5 câu. Ở đoạn văn trên có một số từ các em cần hiểu nghĩa, đó là các từ. Tài hoa nghĩa là có tài về nghệ thuật, văn chương. Dân công có nghĩa là người dân làm nghĩa vụ lao động chân tay trong thời gian nhất định. Ngoài ra còn có từ hỏa tuyến, đây là nơi diễn ra các trận đánh trong chiến tranh. Với từ ký họa thể hiện ý nghĩa đó là tranh vẽ ghi nhanh nhằm ghi lại những nét chính, chủ yếu nhất, đồng thời ghi lại cảm xúc của người vẽ về một đối tượng nào đó. Đây là những từ cô đã chú thích với các em hãy theo dõi lại một lần nữa nhé. Và để viết đúng chính tả trong bài này, các em cần lưu ý viết hoa các danh từ riêng như Tô Ngọc Vân, đây là tên của một họa sĩ. Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, đây là tên của một ngôi trường. Cách mạng tháng 8, tên của một cuộc kháng chiến. Ánh mặt trời, thiếu nữ bên hoa huệ, thiếu nữ bên hoa sen. Đây là tên của các bức tranh, các em chú ý chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên. Điện Biên Phủ, đây là tên của một địa danh.
Ở phần tên tác giả, các em cần lưu ý viết hoa từ Việt Nam. Đây là tên của đất nước của chúng ta đấy các em. Các em hãy xem lại những từ viết hoa một lần nữa nhé. Sau đây, các em hãy tạm dừng video của cô lại trong 2 phút để đọc thầm lại đoạn văn và gạch dưới những từ đối với các em là khó để có thể viết đúng nhé. Các em đã gạch dưới những từ khó viết xong rồi phải không? Cô sẽ lưu ý các em một số điều như sau. Khi ngồi viết chính tả, các em cần lưu ý ngồi thẳng lưng, không tì ngực vào bàn, mắt cách mở từ 20 tới 25 cm. Các em cần lưu ý cách trình bày bài văn xuôi đã được học ở lớp 4 nhé. Với sự trợ giúp đọc bài của phụ huynh, các em hãy viết bài chính tả vào vở. Sau khi hoàn thành bài viết chính tả, các em hãy tiếp tục với phần bài tập nhé các em. Các em đã hoàn thành bài viết của mình tốt chứ? Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em cách thực hiện bài tập sau. Bài tập 2A, điền truyện hay chuyện vào ô trống. Các em lưu ý sự khác nhau của hai từ truyện và chuyện nhé. Và đây là đoạn văn mà chúng ta sẽ điền từ kể, phải trung thành với, phải. Phải kể đúng các tình tiết của câu, các nhân vật có trong, chấm. Đừng biến giờ kể thành giờ đọc, chấm. Những ô trống là những chỗ chúng ta cần điền từ truyện hay chuyện vào. Đó nhé các em hãy suy nghĩ, sau đó chúng ta sẽ điền từ. Các em đã suy nghĩ xong chưa nào? Và bây giờ là đáp án của cô, các em cùng theo dõi nhé. Kể chuyện phải trung thành với truyện, phải. Phải kể đúng các tình tiết của câu chuyện, các nhân vật có trong truyện, chấm. Đừng biến giờ kể chuyện thành giờ đọc truyện, chấm. Đây chính là thứ tự các từ các em cần điền vào đoạn văn. Các em hãy xem lại một lần nữa nhé. Các em cần lưu ý để tránh nhầm lẫn, viết là chuyện trong các cụm từ kể chuyện, câu chuyện, viết là truyện trong các cụm từ đọc truyện, quyển truyện, nhân vật trong truyện. Và bây giờ cô mời các em, chúng ta sẽ bước sang bài tập 2B. Bài tập có tên là điền hỏi hay ngã vào từ in nghiêng. Cô có 3 câu văn như sau. Các em hãy theo dõi nhé. Và bây giờ các em hãy suy nghĩ để chúng ta sẽ điền dấu hỏi và dấu ngã vào những từ in nghiêng. Các em đã điền xong chưa nào? Bây giờ là đáp án của cô. Mở hộp thịt ra, chỉ thấy toàn mỡ. Câu thứ hai, đáp án đó chính là nó cứ tranh cãi mà không lo cải tiến công việc. Và câu thứ ba, đáp án đó chính là anh không lo nghỉ ngơi, anh phải nghĩ đến sức khỏe chứ. Các em hãy xem lại những chỗ mà cô đã điền dấu hỏi và dấu ngã một lần nữa nhé. Các em chú ý nhé, khi dùng từ các em cần phải hiểu nghĩa của câu để lựa chọn từ phù hợp trong trường hợp đặt dấu hỏi, dấu ngã. Ngoài hiểu nghĩa của các từ, các em cần phải rèn phát âm đúng để người nghe có thể hiểu rõ nữa nhé. Các em hãy sửa bài nếu trong trường hợp mình làm sai nhé các em. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em bài tập tiếp theo. Bài tập mang tên Em đoán xem đây là những chữ gì. Với yêu cầu của bài tập này, các em hãy đọc cả đoạn để suy luận và đưa ra từ phù hợp và có ý nghĩa nhé. Tùy theo khả năng của mình, các em có thể làm một trong hai ý A, B hoặc có thể làm cả hai. Cô có đoạn A như sau. Để nguyên loại quả thơm ngon, thêm hỏi co lại chỉ còn bé thôi. Thêm nặng mới thật lạ đời, bỗng nhiên thành vết son nồi nhỏ nhem. Theo các em, chúng ta cần điền những từ nào? Đó chính là từ nho mang ý nghĩa quả nho, thêm hỏi thành nhỏ, đó chính là ý nghĩa chỉ còn bé thôi. Thêm nặng thành nhỏ, đó chính là hình ảnh của nhỏ nòi. Đây chính là hình ảnh của nhỏ nòi đây các em. Vậy
Trong đoạn văn A này, chúng ta sẽ cần điền ba từ, đó là từ nho, từ nhỏ và từ nhọ. Các em hãy xem lại một lần nữa nhé. Cô sẽ chuyển qua đoạn văn B. Bình thường dùng gọi chân tay, muốn có bút vẽ thêm ngay dấu huyền. Thêm hỏi làm bạn với Kim, có dấu nặng, đúng người trên mình rồi. Bây giờ các em hãy suy nghĩ xem chúng ta cần điền những từ nào vào nhé. Đó là từ chi, thêm dấu huyền thành chì, là viết chì dùng để vẽ. Thêm hỏi thành chỉ, đây là hình ảnh chỉ để may vá. Có dấu nặng thành chị mang ý nghĩa là người lớn hơn mình. Các em hãy dò xem một lần nữa xem mình đã làm đúng hay chưa nhé. Bài tập vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học chính tả nghe viết họa sĩ Tô Ngọc Vân. Các em đọc lại đoạn văn họa sĩ Tô Ngọc Vân một lần nữa, hoàn thành bài chính tả và viết lại những từ mình viết sai nhé. Ngoài ra, các em cần đọc lại những từ ngữ đã thực hiện ở bài tập 2 và 3. Tiết học kết thúc, cô chào tạm biệt các em, chúc các em học tập thật tốt.